Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Mình là Kiên và hiện giờ thì mình đang có mặt tại Đà Lạt. Và trên tay mình đây đang là chai nước hoa Sojado Izum phiên bản perfume. Rất là đẹp đúng không? Các bạn thấy có nắp đá. Và mình đang tranh thủ cái chuyến du lịch của mình và mình sẽ quay cảm nhận của những người xung quanh về cái mùi hương này và hỏi họ xem là họ sẽ trả bao nhiêu tiền cho mùi hương này. Chúng ta cùng nhau bắt đầu nha. Cho mình xin cảm nhận về cái mùi hương này nhé. Tại vì em ít dùng nước hoa nên kiểu bạn chỉ cần nói là các bạn có thích cái mùi hương này hay không. Em nghĩ là nước hoa này phù hợp với nam giới nhiều hơn. Phù hợp với nam giới hả? Dạ, vâng ạ. Thế bạn có thích cái mùi này không? Nếu mà đi những cái chỗ mà buổi đêm á, ban đêm một lớp thì mùi này hơi nồng á, thì rất phù hợp hơn. Còn nếu như mà em là sinh viên á thì chắc là ví dụ như cái mùi hương này mà bạn nếu mà được bạn bỏ tiền ra mua chai nước hoa này thì bạn sẽ bỏ khoảng tầm bao tiền? Chai này là chai của MC Trấn Thành rất là thích. Dạ. Và anh ấy có sưu tập chai này. Dạ. Đấy thì mình đang muốn hỏi là bạn sẽ nếu mà được trả tiền cho mua chai này thì bạn sẽ bỏ tầm bao tiền? Thì nếu mà nước hoa chính hãng thì em Nước hoa chính hãng. Dạ. Đây là một hãng khá là nổi tiếng. Dạ. Tầm khoảng 5 triệu trở lên. Khoảng 5 triệu. Dạ. Rồi, thì mình cảm ơn nhá. Dạ, cảm ơn ạ. Xin chào. Xin bye. Đây mình muốn xin cảm nhận của bạn. Bạn bẩy một chút đi cho nó bớt cồn đi cũng được. Cho mình nghe rồi. Bạn thấy mùi hương còn thế nào? Bạn có thích cái mùi hương này không? Không. Nhưng mà nó hơi nhẹ nhẹ. Nó hơi nhẹ nhẹ à? Dạ, nếu mà ví dụ đây là một chai nước hoa mà anh MC Trấn Thành anh ấy sở hữu. Rất là thích cái nhà nước hoa này. Và đây là thiết kế 50ml. Nó khá là đẹp. Cái nhà này chắc là bạn không nhìn chưa nhìn thấy đúng không? Rồi. Nếu mà ví dụ bây giờ mà để cho bạn trả giá cho cái chai này để sở hữu 50ml thì bạn sẽ trả tầm bao tiền? Rồi, giới thiệu đúng người luôn, anh nhiều tiền. Phải em. Hãy biết nó thơm mấy tiếng nữa. Nó lưu khoảng tầm 7 đến 8 tiếng trên da, còn nếu mà trên quần áo nó phải tầm hơn 1 ngày. 1 triệu. Rồi mình cảm ơn nhá. Kiếm Dragon. Tranh thủ giữa lúc quay video. Muốn xem cảm nhận các bạn nha, bạn có thích cái mùi hương này hay không? Mùa này mới như Việt Nam hơn. Mùa này nó có mùi chanh. Đúng không? Nhưng mà nó như Việt Nam hơn. Mùi chanh là một cái tân sâu và cái trong á. Là mùi có mùi gỗ mùi không có mùi gỗ, mùi chanh với là mùi kiểu nó cũng giống như Dior nhưng mà nó cái mùi nó khác hướng một tí. Cái này cũng thơm. Cái này cho nam rất là ok. Cho nữ thì mình thấy là không, tại vì kiểu hơi cứng rắn một chút đúng không? Kiểu mùi nó hơi mạnh mẽ. Hơi cứng quá. Hơi cứng quá. Cái này cho nam rất là sexy. Thế nếu ví dụ đây các bạn nhìn thấy là cái chai này nó rất đẹp. Mà cái chai này là cái nhà nước hoa này là anh Trấn Thành anh sở hữu gần như là full bộ nhà này. Và mình muốn hỏi là ví dụ bây giờ nếu mà được trả tiền mà mua một chai nước hoa với dung tích 50ml như này thì các bạn sẽ trả tầm bao nhiêu tiền để mua chai nước hoa này? Kiểu với một mùi hương như này và một cái nhà đây là một nhà khá là nổi tiếng. Thì 50ml hả? 50ml nếu như mà quy ra với tiền Việt. Tiền tính tiền hơ đi, tại tụi mình hay mua bằng hơ ấy, thì mình đang có một chai 30ml thì tầm 50 ơ rồi. Đây với một mùi hương như này thì các bạn sẽ trả nó khoảng tầm bao nhiêu đây? Cái nắp này cũng là một cái nắp đá khá đẹp. Mình trả không quá 100 ơ cho 50ml đâu. Khoảng 100-110 ơ. 100-110 ơ. Rồi mình cảm ơn nhá. Rồi. Chai nước hoa này em muốn xin cảm nhận mọi người nhá. Đây em xin. Chưa gì đã thấy thơm rồi. Chờ tí cho bay cồn. Đó. Đây nào. Thơm kiểu mát mát. Đúng không? Kiểu hơi chớp một chút. Dạ em ạ. Mọi người có thích cái chai nước hoa này không? Nó vẫn hơi hơi đồng vị đúng không? Nó vẫn hơi sang một chút, có một chút cái gì đấy hóa chất. Là có cái mùi một chút hóa chất này nó chưa sang. Đây là một chai nước hoa của nhà Rosa này, nó rất là đắt. Và hiện giờ thì Trấn Thành hiện giờ là một cái fan mà sở hữu rất là đầy đủ bộ nước hoa này. Và cái chai này là 50ml. Em muốn hỏi mọi người là ví dụ được trả tiền mà mua một chai 50ml này thì mọi người sẽ trả khoảng tầm bao tiền để mua một cái chai nước hoa này? Đây chị có thể nhìn này, chị cầm rất là đẹp. 50ml ạ. Đấy, một nó làm bằng nắp đá. Bao nhiêu? Mọi người sẽ trả khoảng tầm bao tiền ạ?
mà tại vì là bình thường là mình sẽ xếp trên thương hiệu ấy. Cho nên là thương hiệu này thì không biết, cho nên là chị cũng... Đấy, chứ là đánh giá trên mùi hương và thiết kế về chai thì chị sẽ khoảng trả trả tầm bao tiền? Tầm khoảng 2 triệu, 3 triệu. 2 triệu rưỡi, 3 triệu. Thế còn anh ạ? Anh chắc khoảng tầm 2 triệu. 2 triệu mình tầm 1-2 triệu gì đấy. À vâng. Tầm đấy. Vâng, em cảm ơn ạ. Và đó là cảm nhận của những người xung quanh và cái giá tiền họ trả cho một mùi hương và một cái thương hiệu như thế này. Và cái chai hoa này thì mình mua nó có giá khoảng tầm 8 triệu đồng. Liệu bạn có thể bỏ ra một số tiền như vậy để mua chai hoa hay không? Thì hãy comment ở bên dưới và đừng quên like, subscribe và chia sẻ kênh của mình nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.